quay trở lại với Nghe Nhìn Audio, mình là Đình Phúc. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một đôi loa. Thực sự thì đôi loa này nó không có quá xa lạ với những người đã từng tiếp xúc với những sản phẩm của thương hiệu Clips. Thì đây chính là đôi loa Clips The Fine, nhưng trong một màu áo mới, là một màu áo được kết hợp với lại đội tuyển đua xe công thức 1 nổi tiếng McLaren Formula One. Và trước mặt mọi người đây chính là Clips The Fine McLaren phiên bản đặc biệt. Và để xem rằng là trong cái sản phẩm ngày hôm nay mà mình giới thiệu sẽ có những điểm gì đặc biệt, cũng như là có những thay đổi gì so với lại phiên bản Clips The Fine tiêu chuẩn, thì mọi người tiếp tục xem tiếp video nhé. Và mình xin phép được bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về phần thiết kế của Clips The Fine McLaren. Thì thực sự thì về cái phần thiết kế bên ngoài, Clips The Fine McLaren không có sự thay đổi gì về kích thước cũng như về cái trọng lượng của loa. Nhưng mà cái sự thay đổi lớn nhất đó chính là cái lớp hoàn thiện bên ngoài. Clips The Fine McLaren sẽ có một cái tông màu chủ đạo là tông màu đen, được phủ một cái lớp sơn nhám hoàn thiện ở bên ngoài. Và cái cảm giác khi mà mình sờ vào trong cái sản phẩm này, thực sự rằng chỉ có thương hiệu Clips họ mới đầu tư cho cái sản phẩm của mình một cái mức độ hoàn thiện vô cùng tốt, vô cùng chỉnh chu như thế này. Và thêm vào đó là những cái phần điểm nhấn có cái màu cam. Đây là cái màu cam đu đủ đặc trưng của cái đội tuyển đua xe công thức 1 McLaren. Và khi mà mình mở cái mặt ê căng này ra thì ở bên trong sẽ là hệ thống driver của Clips McLaren. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có loa tweeter ở đây, và phía bên dưới là sẽ có loa woofer ở đây. Ngoài ra nữa thì còn có cái phần logo của đội tuyển đua xe McLaren cùng với lại logo của thương hiệu Clips được đặt ở đây để đánh dấu cái sự hợp tác giữa hai thương hiệu này. Ở đây có thêm một cái sự khác biệt nữa mà mình nhận thấy giữa phiên bản kết hợp cùng McLaren và so với lại phiên bản tiêu chuẩn, đó chính là thùng loa của Clips The Fine McLaren thì sẽ được phát cong ở bốn cạnh này so với lại phiên bản tiêu chuẩn ở phía bên kia. Và cái sự thay đổi này thì theo mình nghĩ rằng là thứ nhất, Clips họ muốn làm cho cái mẫu loa của mình nó được thanh thoát, nó được mượt hơn, nhẹ nhàng hơn, và nó trông đỡ bị gồ ghề, nó đỡ thô cứng hơn so với lại phiên bản tiêu chuẩn. Và cái thứ hai nữa đó chính là cái việc khi mà vác cong thùng loa này thì nó cũng sẽ giúp cho va loa có được cái khả năng hấp thụ những cái rung động được tốt hơn. Đấy. Và từ đó thì chúng ta sẽ có được một cái trải nghiệm âm thanh nó chính xác hơn, nó mượt mà hơn rất là nhiều. Đấy. Và còn một cái điều nữa, điều này chắc chắn mọi người sẽ rất là thích, đó chính là ở phía bên dưới của Clips The Fine McLaren sẽ được bọc thêm một cái lớp này. Và nó giống với lại trên cái mẫu xe đua mà Lando Norris đã sử dụng và trong cái vòng đua tại Russia GP năm ngoái. Đấy, rất là đặc biệt. Nếu như mà mọi người nào có theo dõi cái cuộc đua đó. Và nếu như mà mọi người nào có theo dõi cái cuộc đua đó thì khi mà cái camera zoom cận vào trong mặt của Lando Norris thì ở kế bên cạnh á, đó, hình cái chiếc bánh xe đó, hình cái gân bánh xe đó, đây, chính là nó. Này, cũng được sử dụng cho cái mẫu loa này. Và đây là mặt ê căng của Clips The Fine McLaren. Thì như ở phiên bản tiêu chuẩn mọi người thấy, chúng ta sẽ có logo của Clips nằm ở góc trái bên dưới như thế này. Còn với phiên bản của McLaren thì chúng ta sẽ là logo của đội tuyển đua xe công thức 1, cũng rất là đẹp. Và vẫn sử dụng cái cơ chế là nam châm hút vô như thế này, cho nên là nếu như mọi người thích, mọi người có thể gắn vào để che bụi, bảo vệ cho màn loa. Còn hoặc là nếu như chúng ta sử dụng trong phòng kính thì chúng ta có thể mở hẳn cái phần ê căng này ra để nhìn thấy cái hệ thống driver ở bên trong đây, nó cũng rất là đẹp. Loa sở hữu một driver tweeter đường kính là 25mm, màn dom LTS Titan, được hoàn thiện thêm một cái lớp màu cam ở bên ngoài vô cùng bắt mắt luôn mọi người. Ngay từ khi mọi người nhìn trực diện vào trong loa thì mọi người sẽ thấy rằng là cái cũ loa tweeter này vô cùng nổi bật. Cùng với đó là được trang bị thêm cái họng kèn cổ điển của thương hiệu Clips nữa, với cái khả năng là khuếch đại cái âm thanh ra rất là rộng, mở rộng âm trường, định hướng âm thanh rất là tốt mà tăng được cái độ tuyến tính của từng cái hài âm. Bên dưới của chúng ta sẽ là một củ loa woofer đường kính là 11cm, sử dụng màng carbon. Thì đây là một cái điểm cải tiến mới ở phiên bản Clips The Fine McLaren này. Bởi vì ở phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ sử dụng màng woofer là màng composite tổng hợp, cũng với đường kính là 11cm luôn. Nhưng ở phiên bản McLaren thì chúng ta sẽ sử dụng là màng woofer, màng carbon.
Thì với cái ưu điểm của màng carbon đó chính là nó nhẹ hơn. Nên vì thế thì mọi người sẽ hình dung ra được rằng là chúng ta có một cái driver woofer có cái độ phản hồi nó nhanh hơn, nhạy hơn và một cái độ động cao hơn rất nhiều. Thì từ đó là chúng ta sẽ có được một cái tiếng bass nó chắc chắn có một cái độ động cao đó, và nó thực sự là vô cùng chính xác. Và đó là toàn bộ về cái hệ thống driver của Clips DeFi McLaren. Cái công suất tổng của đôi loa này đạt 160W, không có gì thay đổi so với lại phiên bản tiêu chuẩn, và cũng được tích hợp một ampli Class D ở bên trong. Và đến với lại cái phần mà mặt điều khiển, cái bảng điều khiển ở trên đây, thì đây cũng là một trong những cái điểm nhấn, những cái đường nét sở hữu từ cái đội đua xe nổi tiếng công thức 1 McLaren. Thì ở trên đây chúng ta sẽ có một cái bảng điều khiển có màu cam đu đủ rất là đẹp, và cũng được làm từ kim loại sáng bóng y hệt giống như là phiên bản tiêu chuẩn vậy. Ở đây thì vẫn đầy đủ tất cả những kết nối nha mọi người. Chúng ta sẽ có kết nối với lại TV thông minh qua cổng HDMI ARC. Tiếp tới là có Bluetooth nè, có Optical, USB, LX và có cả Phono nữa. Và đó là lý do vì sao mà mình để cái setup ngày hôm nay trước mặt mọi người, là mình đang kết nối với lại một mâm than ở đây. Đấy, và ở phần nút âm lượng thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng phần bánh xe lăn như thế này để chúng ta điều chỉnh cái nút âm lượng đi lên. Và khi mà mình bật loa lên thì mọi người sẽ thấy rằng là cái đèn hiển thị nó sẽ chạy lên từ từ rất là đẹp mắt luôn. Và thêm một cái điều nữa cũng rất là đẹp, cái điều này mình đánh giá clip cực kỳ cao, đó chính là việc dây cắm loa nha mọi người. Rất là đẹp luôn, màu cam đi đồng màu hết, từ dây loa cho đến bảng điều khiển cho đến cả phần tweeter ở đằng trước này đều có một cái màu đồng nhất với nhau hết. Đó, và cái điều đó thì nó làm cho cái sản phẩm nó được tôn lên cái giá trị rất là nhiều giữa cái sự hợp tác giữa hai thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới khi mà hợp tác lại với nhau. Cái lý do mà theo mình nghĩ á, rằng Clips hợp tác cùng với lại McLaren thì ở đây á, là mọi người có thể hình dung là Clips DeFi là một đôi loa đã ra mắt 2 năm trước rồi và đã có được rất là nhiều những cái thành công cũng như là cái sự ủng hộ của người dùng trên toàn thế giới. Nhưng lý do vì sao Clips lại làm ra một phiên bản với thương hiệu McLaren thì đây là một cái điều mà theo mình nghĩ nha, đó chính là việc khi mà hai thương hiệu hàng đầu hợp tác với nhau thì họ mong muốn mang lại cho khách hàng của mình một cái sản phẩm có một cái mức độ hoàn thiện cao nhất. Và quan trọng hơn hết nữa là từ cái việc đó nó thể hiện được cái giá trị của hai thương hiệu khi kết hợp với nhau. Tại vì mình không biết rằng mọi người còn nhớ về cái mẫu tai nghe Clips T5 True Wireless cũng hợp tác với lại thương hiệu McLaren. Thì với cái phiên bản tai nghe đó, mọi người chỉ cần nhìn vào thôi thì mọi người thấy rằng là nó đẹp hơn so với lại cái phiên bản thường rất là nhiều. Và nó thực sự là nó nổi bật giữa muôn vàn tất cả những sản phẩm trong cùng cái phân khúc của mình. Và tương tự cái điều đó thì với Clips DeFi McLaren cũng vậy. Thực sự thì mình không biết rằng là có những cái thay đổi gì về cái âm thanh của Clips DeFi McLaren này hay không, nhưng mà mình tin chắc rằng với việc thay đổi cái màn carbon ở phía dưới đây thì nó sẽ một phần nào đó nó sẽ giúp cho cái tiếng bass cũng như là cái âm trường của mình nó được mở rộng ra nhiều hơn, nó chắc chắn hơn và nó sẽ có một cái độ tái tạo hài âm được chính xác hơn rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì Phúc sẽ mời mọi người chúng ta cùng trải nghiệm thử Clips DeFi McLaren có những gì đặc biệt nhé. Dung dinh trên lối hoa mai và mùa xuân đang đến bên lưng khu rừng đầy hạt mưa bay bay vương trên vạt áo em gái nhỏ mùa xuân vừa đến trên môi hồng xuân dây. Không biết rằng mọi người có cảm nhận như thế nào, còn riêng với mình á, cái trải nghiệm âm nhạc của mình
so với lại cái thời điểm mà 2 năm trước khi mà Clip The File ra mắt thì nó đã được nâng lên một chút xíu. Tức là ở đây á, về cái việc tái tạo những cái hài âm ở dải cao, ở dải trung, tái tạo giọng vocal thì mình không có gì phải bàn hết. Nó tất cả mọi thứ đều giữ nguyên được cái sự cân bằng và cái sự tự nhiên mà thương hiệu Clip họ đã làm bấy lâu nay. Và hơn hết rằng khi mà sử dụng cái họng kèn Tractrix Horn này thì mình thấy được rằng cái độ mở âm trường và cái độ tái tạo sân khấu của Clip The File rất là rõ rệt. Nhưng mà ở đây cái điểm khác biệt mà mình cảm nhận được đó chính là cái việc thay đổi cái vật liệu ở cái màng woofer này. Khi mà Clip sử dụng màng carbon thay vì là màng composite gân mềm nhúng thì nó giúp cho khi mà mình cảm nhận được từng cái tiếng bass thì mình thấy rằng là tiếng bass được chắc hơn, có cái độ nảy tốt và có cái độ chính xác, có cái độ động cao hơn rất là nhiều so với lại ở phiên bản tiêu chuẩn. Và những cái điều đó thì nó giúp cho cái việc trải nghiệm âm nhạc của mình nó tự nhiên là khi mà mình cũng nghe cái bài hát đó ở thời điểm 2 năm trước so với lại ở cái thời điểm hiện tại thì nó có một chút xíu gì đó nó thay đổi, nó khác biệt hơn rất là nhiều. Đó là những cái gì mà mình cảm nhận được về âm thanh của Clip The File McLaren. Còn về hình thức bên ngoài thì như mình đã chia sẻ với mọi người rồi, đây thực sự là một nguyên mẫu mà theo mình đánh giá có một cái độ hoàn thiện vô cùng cao. Và nhất là khi mà hai thương hiệu nổi tiếng hợp tác lại với nhau thì chúng ta sẽ có được những cái sản phẩm như thế này, được đầu tư chỉnh chu về cả phần nhìn lẫn cả phần nghe. Đó, và nó làm cho cái không gian giải trí của mình nó được up one level, coi như là nó được tăng thêm một bậc đó mọi người. Rất là đáng, rất là xứng đáng luôn, rất là đẹp luôn. Và rất là cảm ơn mọi người đã xem video đến đây, nghe mình chia sẻ về Clip The File McLaren, một đôi loa, hay nói chính xác hơn là một dàn loa nhỉ. Tại vì chỉ với Clip The File McLaren này thôi thì chúng ta có thể nghe nhạc, chúng ta có thể xem TV này, chúng ta có thể thậm chí là xem phim nữa mọi người. Chúng ta có thể tận dụng rất là nhiều những cái nguồn phát từ Bluetooth này, từ TV này, cho đến cả những cái đầu CD khi mà chúng ta kết nối qua AUX hoặc là Phono khi mà chúng ta muốn chơi mâm thang. Chỉ với một đôi loa thôi mà có thể giúp chúng ta có thể sử dụng được tất cả những nguồn phát, chơi đa dạng ở mọi nhu cầu hết. Và nếu như mọi người nào muốn nâng cấp hoặc là muốn tìm cho mình một đôi loa vô cùng xịn sò như thế này thì hãy cân nhắc với Clip The File McLaren nhé. Mình là Đinh Phúc, mọi người hãy nhớ đăng ký cho Nghe Nhìn Audio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé.